quý vị bà con đang theo dõi trên kênh Máy Nông Nghiệp Bình Quân. Và ngày hôm nay thì Bình Quân Group chúng tôi lại đem đến cho quý vị bà con một combo dây chuyền sản xuất mì bún phở khô, bao gồm có máy nghiền bột, máy trộn và máy đun mì hai nòng inox. Đối với các hộ kinh doanh mì, bún, phở, gạo khô đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát chất lượng và muốn tạo nên hương vị riêng cho sản phẩm của mình, hay là muốn sản xuất số lượng lớn mì, bún, phở khô, thì máy đun mì hai nòng inox sử dụng động cơ công suất 18 đến 22 kW và cho ra năng suất từ 8 đến 100 kg mỗi giờ là sự lựa chọn số 1 cho quý vị bà con đấy ạ. Với mức chi phí đầu tư cho máy đun mì hai nòng inox của Bình Quân Group thì vô cùng là hợp lý, mang lại hiệu quả và năng suất cao, giúp cho quý vị kinh doanh thành công đến 90%. Cơ chế hoạt động của máy như sau: nguyên liệu gạo sau khi được ngâm nước khoảng 7 đến 10 tiếng, đến khi gạo mềm ra thì đem vo sạch để ráo nước rồi cho vào máy nghiền thành dạng bột. Quý vị bà con có thể trộn thêm với các loại nước ép cốt của rau củ quả hoặc là với màu thực phẩm để cho ra thành phần màu sắc đẹp mắt hơn cho sợi mì, sợi phở của mình. Với thiết kế cải tiến phần toan nạp dạng phễu thẳng đứng và dốc thẳng xuống buồng làm việc, giúp cho bà con có thể dễ dàng nạp liệu. Và quý vị bà con cũng có thể đặt thiết kế thêm phần toan nạp cấp bón nguyên liệu giống như là chúng tôi đang làm đây ạ, để có thể nạp được số lượng lớn nguyên liệu từ 7 đến 10 kg mỗi mẻ. Buồng làm việc với hệ thống xi lanh và trục xoắn bộ phận tiếp xúc trực tiếp với bột hay nguyên liệu làm mì được làm bằng inox, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hệ thống trục xoắn trong buồng làm việc tạo nhiệt và đưa hỗn hợp bột qua khuôn tạo thành sợi mì. Máy được thiết kế riêng biệt hai sàng, sàng phở và sàng bún với các kích thước lỗ sàng khác nhau phù hợp với nhu cầu của người kinh doanh. Sàng bún thì có các loại sàng với kích thước là 0,7mm, 0,8, 0,9 và 2mm. Sàng mì khô, sàng phở khô có kích thước là 2,5mm, 3mm, 3,5, 4, 4,5 và 5mm. Cho ra thành phẩm những sợi mì thơm ngon, dẻo dai và màu sắc bắt mắt. Thiết kế thì vô cùng là hiện đại. Toàn bộ máy từ bộ phận cấp liệu, pha nạp, nòng và đến sàng của máy đều được làm hoàn toàn từ chất liệu inox sáng bóng, đảm bảo an toàn thực phẩm, dễ dàng vệ sinh cọ rửa, đặc biệt đó là không gây hên gì, tăng độ bền cho máy. Bệ máy được làm từ sắt chịu lực tốt và được hàn gắn chắc chắn, không gây rung lắc trong quá trình làm mì. Với máy làm mì inox hai nòng của Bình Quân Group chúng tôi thì rất thích hợp với các hộ kinh doanh gia đình, cơ sở sản xuất mì gạo, các nhà máy sản xuất mì khô, phở khô, đơn vị trực tiếp sản xuất sản phẩm mì gạo cung ứng ra thị trường. Và nếu như quý vị quan tâm đến sản phẩm này của chúng tôi thì hãy liên hệ ngay từ số hotline đang được hiển thị trên màn hình. Cảm ơn quý vị bà con đã dành thời gian để theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.